Ngay lúc này thầy Minh Tuệ đi dưới trời mưa nha cô chú anh chị và các bạn. Mọi người có thể nhìn thấy là trời mưa rất lớn nhưng mà thầy vẫn đi một mình. Vậy câu chuyện như thế nào và lát nữa chúng ta sẽ đến với những hình ảnh rất là bất ngờ từ xe của bên phía quân đội đang dừng đỗ tại đây, và một điều nữa là chúng ta sẽ thấy những hình ảnh của thầy Minh Tuệ khi mà thầy ấy rời đi, và lý do tại sao nha cô chú anh chị và các bạn. Tại sao các đệ tử của thầy Minh Tuệ không rời đi cùng thầy đi trước? Thì bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn đến với phần phân tích và chia sẻ. Mong mọi người hoan hỉ, nhớ đăng ký và đặc biệt là ấn theo dõi trang fanpage mà em ghi trên màn hình nha mọi người. Và ngay lúc này thì có một đoàn xe quân đội đang đến nha mọi người. Đây cô chú anh chị và các bạn. Một đoàn xe quân đội làm nhiệm vụ của nha mọi người. Chắc là xe cung cấp gì đó đó. Và ngay lúc này là xe bên phía quân đội nha mọi người. Xe của bên phía Bộ Quốc phòng. Đó là xe đảm bảo an ninh trật tự và xe bên Bộ Quốc phòng nha mọi người. Bọn mình cũng giữ gìn trật tự và tránh ấy mọi người. Hiện tại là xe đang chở đồ của Bộ Quốc phòng nha mọi người. Và đang đi qua chỗ thầy, bên kia là thầy bên kia nha mọi người. Đấy, thầy ở bên đó nha mọi người. Thầy đang bên đó. Và lúc này thì có những anh chị cũng đã đến chỗ thầy nha mọi người. Và đây là xe của Bộ Quốc phòng. Xe rất lớn nha mọi người. Đây là xe chở khí tài của Bộ Quốc phòng nha mọi người. Xe này là xe chở khí tài, xe chở xe tăng thì phải, xe thiết giáp nha mọi người. Đó. Và xe ở đây là xe bên Bộ Quốc phòng đã chở xe tăng nha mọi người. Đấy, cô chú anh chị và các bạn. Đó. Bên kia thì thầy vẫn đang nghỉ ngơi nha mọi người. Xe này là xe của bên Bộ Quốc phòng để cho mọi người thấy. Đó. Mọi người có thể thấy ở bên này nha. Đấy. Cái này là xe trên này là xe tăng nha mọi người. Đấy. Không biết là xe tăng là T72 hay là T34 đây. Đó, cô chú anh chị và các bạn. Đó. Chắc là trú mưa để khỏi ảnh hưởng đến các trang thiết bị trên xe nha mọi người. Đó. Và bên phía bên này thì thầy cũng đang đứng ở bên kia nha mọi người. Thầy cũng đang đứng ở phía bên kia. Và những hình ảnh này rất là xúc động nha mọi người. Thật sự rất là mưa rất là lớn nha mọi người. Mưa rất lớn. Đó. Đây, mọi người có thể thấy là mưa khá lớn. Nhưng bà con vẫn đến đây và thầy đang tìm chỗ cho chú để thay xiêm y nha mọi người. Thầy đang đi thay xiêm y rất là trời mưa rất lớn. Trời mưa quá lớn luôn mọi người ơi. Đấy, mọi người có thể thấy đó, hình ảnh của thầy đang đi đó. Thì thầy đi để thay xiêm y cho mình vì ướt hết rồi. Đó mọi người ạ. Còn những anh chị đây thì vẫn đang ngồi mặc dù là mưa lớn, mưa gió. Cũng không biết diễn tả thế nào mà mọi người ạ. Đó. Có rất nhiều xe đi qua thì cũng tò mò. Và cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là xe tăng thiết giáp ở bên phía quân đội là đang chở vật tư, trang thiết bị bên quân đội nha mọi người. Đó. Mọi người có thể thấy là khi mà trời mưa như thế này thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc di chuyển này. Của thầy cũng như là những anh chị em đi cùng với thầy và thầy Minh Tạng thì vẫn đang bước đi những bước đi. Thật sự là mình thấy áo đã ướt hết rồi. Đó. Áo thầy Minh Tạng đã ướt hết rồi mọi người. Đấy. Cho mọi người thấy rằng là để có một quãng đường tu tập thì rất là vất nha mọi người, rất là vất vả. Có lẽ là đó cũng là những cái gian nan mà thầy Minh Tạng cũng như thầy Minh Trí hay là các anh chị em cô chú Phật tử
Đây, một điều rất ý nghĩa là các cô, các chú đã mang đến áo mưa cho các thầy. Nhưng mà có lẽ là áo mưa thì các anh cũng đã dùng cần đủ rồi. Bây giờ thì có thể là mọi người đã thấy đó, rất là ý nghĩa, rất là tuyệt vời. Cũng cảm ơn các anh, các chị cũng đã quan tâm, chia sẻ. Cô ơi, cô lên vỉa đi, cô lên vỉa hè đi. Đấy, mưa lớn và thời tiết như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình di chuyển, cái lịch trình. Nha mọi người. Cảm ơn các cô, các anh, các chị rất là nhiều. Thầy đang đứng ở phía bên kia để thay đồ nha mọi người. Thầy đang đứng ở phía bên cái cột kia. Một hình ảnh rất là đáng thương, là bởi vì là thầy không muốn để cho mọi người phải lo lắng nha mọi người. Rất là ý nghĩa nha mọi người. Thật sự rất là thương khi mà thầy đi ra đến đây rồi, không may gặp những điều không. Đó, xe của bên Bộ Quốc phòng nha mọi người. Xe bên Bộ Quốc phòng là di chuyển nha mọi người. Đấy, và mọi người có thể thấy là xe này rất lớn nha. Đây là những hình ảnh rất là rõ ràng nha cô chú anh chị các bạn. Đó, hình ảnh rất là rõ ràng để cho cô chú anh chị các bạn thấy nha. Đó, những chiếc xe bắt đầu di chuyển rồi mọi người. Đó, những chiếc xe của Bộ Quốc phòng. Và thầy thì vẫn đứng ở phía xa kia nha mọi người. Thầy đứng để thầy thay xiêm y, thay y phục. À, thầy không thay y phục nữa mà thầy nghỉ một chút thôi, thầy đi rồi mọi người. Thầy bắt đầu đi rồi. Thầy bắt đầu đi dưới mưa rồi mọi người ơi. Nhìn tội không? Và có lẽ là trên bước đường tu là thầy vẫn quyết định đi. Dù trời mưa hay gió thì thầy vẫn đi nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy đó, thầy đang đi. Đó, mọi người có thể thấy là thầy đi dưới mưa đấy. Đây là tương nha mọi người. Trời mưa rất lớn nhưng thầy vẫn đang đi nha mọi người. Mọi người thấy không ạ? Trời mưa rất lớn nhưng mà thầy vẫn đang đi nha mọi người. Trời mưa lớn mà thầy đang đi. Thầy vẫn đi, thầy vẫn đi, còn các thầy đồng hành của thầy thì vẫn nghỉ nha mọi người. Đó. Trời mưa quá lớn. Đấy, mọi người thấy không ạ? Thầy đang đi ở đó. Bóng thầy dần dần khuất xa rồi. Dưới cái trời mưa quá lớn như thế này, mọi người thấy tội nghiệp không ạ? Khi nào mà tạnh mưa thì thầy sẽ hội ngộ. Đó, thầy ở trên đó nha mọi người. Ai cũng vậy thôi, cũng xót cũng thương. Và cái điều thương nhất, cảm tình nhất đó là những tình cảm của cô chú bác anh chị dành cho thầy Thích Minh Tuệ nha mọi người. Đấy là những gì mà mình thấy nó rất là tốt đẹp. Đấy, thầy Minh Tạng đang chụp hình với các bà con. Đấy. Và thầy Minh Chí thì vẫn đang ngồi thiền. Và rất ý nghĩa khi mà chúng ta nhìn thấy những hình ảnh như thế này nha mọi người. Thật sự là mình trời mưa lớn và rất to, không biết nói như thế nào để cho nói cả âm thanh có gì mà nó không được tốt thì mong mọi người thông cảm nhé. Mong mọi người thông cảm cho tất cả, hoan hỉ cho tất cả nhé cô chú bác anh chị. Mọi người hoan hỉ cho tất cả mọi người, các anh các chị, tụi em nha, cô bác anh chị nha. Đó, các bác anh chị ạ, ai cũng thương, ai cũng quý.
trên bước đường tu tập thì nó sẽ có những cái vất vả khó khăn riêng, ai cũng vậy thôi, vượt qua những cái gian nan vất vả như các anh chiến sĩ công an họ cũng chia sẻ đó, đó là phải mong là mọi thầy cũng vượt qua những cái gian nan vất vả khó khăn trên cái bước đường tu nha mọi người. Đây. Mọi người nhớ like đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhé.